5 thời điểm tuyệt đối không nên uống nước cam. Mặc dù nước cam cung cấp vitamin C tự nhiên cho cơ thể, tuy nhiên bạn không nên uống nước cam vào 5 thời điểm sau đây nha. 1 là buổi tối, 2 là khi đang đói bụng, 3 là khi đang uống thuốc tây, 4 là có bệnh về dạ dày và thận, 5 là không uống chung cam với sữa.